Tại sao chúng ta luôn luôn trong trạng thái bị mệt mỏi? Và 6 nguyên nhân này sẽ làm cho các bạn tìm ra. Mọi người có thể thấy là bây giờ có phải chúng ta thức dậy vào buổi sáng rất là mệt. Mặc dù chúng ta đã ngủ 10 tiếng, 12 tiếng mà chúng ta vẫn không cảm thấy có năng lượng, không thể xách người chúng ta lên để tập thể dục được. Chúng ta không có cái năng lượng để suy nghĩ, để tập trung, để làm việc một cái gì đấy cả. Vừa mới đặt cái nồi lên trên bếp thôi, lúc sau nó cháy đen xì rồi. Và tại sao lại như thế? Thì cái nguyên nhân đầu tiên nhất chính là do mọi người bị căng thẳng giờ chết. Khi chúng ta căng thẳng thì nó sẽ tăng cái hormone cortisol từ tuyến thượng thận lên. Cái hormone này bản chất nó không xấu và stress bản chất nó cũng không xấu, nhưng mà bây giờ chúng ta bị stress nhiều quá. Nó báo luôn luôn trong tình trạng báo là mọi người đang có những cái nguy hiểm. Stress là báo việc cho cơ thể của mình đang nguy hiểm mà, thì nó sẽ phải luôn luôn chuẩn bị để nó chạy trốn. Khi mà chúng ta chạy trốn, chúng ta sẽ không ngủ sâu được. Nó sẽ tăng cái đường huyết của mình lên để dự trữ năng lượng, đúng không? Để có năng lượng cho mọi người thực hiện cái chạy trốn đấy, và những cái năng lượng để cho cái đường tiêu hóa của mọi người hoạt động thì nó giảm bớt lại. Nó dành cái năng lượng đấy cho cái phần vận động, cái phần tim mạch, phần hô hấp, và nó sẽ tăng những cái phản ứng viêm lên, nó làm cho mọi người luôn luôn trong cái tình trạng tăng cái giao cảm của mình lên. Và khi mà mọi người sợ hãi như thế thì cái lượng cortisol nó tăng thì nó kéo theo đường huyết nó tăng. Đường huyết lấy từ đâu? Lấy từ dự trữ trong gan, lấy từ dự trữ trong cơ, trong mỡ. Và khi một cái lượng đường nó tăng vọt lên như thế thì tuyến tụy của chúng ta nó sẽ phản ứng lại bằng cách là nó tiết ra insulin. Insulin rất cao như thế và nó sẽ hạ đột ngột cái mức đường của mọi người xuống, nên mọi người cảm thấy nó rất mệt và luôn luôn trong tình trạng thiếu đường và chúng ta muốn nạp đường vào. Và cơ chế của chúng ta là khi mà cơ thể của mình thiếu đường nhá, cái đường huyết nó xuống, nó lại không lấy từ mỡ ra ngay lập tức mà nó sẽ báo nên là ta đang đói, phải cho ta ăn thêm đồ ngọt vào. Chứ nếu như mà mình vượt qua được cái giai đoạn này thì mọi người mới thấy là chúng ta mới tiêu được mỡ. Đấy nên là cái giai đoạn mà mọi người có những người người ta ăn kiêng theo cái dạng keto, người ta không ăn tinh bột đó, vài ngày đầu người ta mệt lắm bởi vì cơ thể của mình chưa quen với cái việc sử dụng mỡ mà nó đang quen với việc sử dụng đường. Và khi cơ thể của chúng ta bị stress là chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái dùng đường, là mọi người luôn luôn thèm đồ ngọt và cứ liên tục ăn đồ ngọt như thế thì cơ thể của chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều những cortisol và nó gây ra viêm. Và viêm thì như nào? Nó có quá nhiều những cái chất chuyển hóa trung gian được gọi là oxy hóa. Những cái chất oxy hóa đấy nó sẽ làm tổn thương não, tổn thương tất cả các cơ quan của mọi người và làm cho mọi người cạn kiệt năng lượng, chính là cái năng lượng ATP của mọi người ấy. Và khi mà chúng ta có cortisol nó tăng cao lên như thế thì nó sẽ làm cho mọi người rất là hay tỉnh dậy vào lúc khoảng tầm từ 12 giờ cho tới 2 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mà cortisol nó sẽ thấp nhất, nhưng khi mà mọi người căng thẳng thì cái lúc này là lúc cortisol nó sẽ tăng cao nhất và mọi người sẽ thức dậy vào giờ này. Nguyên nhân thứ hai là làm cho mọi người bị mất năng lượng, luôn luôn mệt mỏi là chúng ta bị mất ngủ. Song song với cái việc mà mọi người bị stress thì chúng ta sẽ có cái tình trạng là mọi người bị mất ngủ. Và khi mất ngủ thì cái melanin nó liên quan mật thiết đến cái tình trạng mà chúng ta có thể tái tạo được những cái chất dẫn truyền thần kinh, và những cái chất dẫn truyền thần kinh này làm gì? Làm cho não của chúng ta nó hoạt động tốt hơn. Bây giờ nó không tái tạo được nên não nó ở trong tình trạng lờ đờ, nó không xử lý được thông tin, nó không điều hòa được nội tiết, nó không ra được những cái quyết định đúng đắn, nên là mọi người luôn luôn mệt mỏi. Và cái thứ ba là mọi người không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn vitamin D3 hoàn toàn miễn phí. Nó sẽ lặp lại cái khoảng thời gian giữa sáng, nó thiết lập cái trung tâm ngủ của mình ấy để biết đâu là sáng, đâu là tối để mọi người đi vào giấc ngủ tốt hơn. Ngoài ra có cái hormone melatonin là cái hormone giúp cho mọi người đi vào giấc ngủ sâu hơn ấy, thì cái hormone này nó không chỉ ở trong não mà nó ở trong tế bào. Và trong tế bào này khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chính là có tia hồng ngoại. Cái tia hồng ngoại đấy sẽ làm cho cái tế bào của chúng ta sinh ra melatonin và giúp cho mọi người đi ngủ sâu hơn. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên chúng ta thiếu cái hormone đấy. Và cái hormone đấy không chỉ giúp cho mọi người ngủ ngủ tốt hơn để tái tạo năng lượng đâu, mà bản thân melatonin cũng là một chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh. Nó có cái tác dụng đào thải các độc tố, các kim loại nặng để phục hồi những cái tổn thương ở trong cơ thể của mọi người. Nó còn tốt hơn là cái glutathione mà chúng ta đang được dùng để nói là chống oxy hóa, phục hồi sức khỏe đấy. Do gan của chúng ta tiết ra thì melatonin nó còn mạnh hơn thế rất là nhiều. Nên hãy tắm ánh nắng mặt trời. Cái nguyên nhân thứ ba đó là khi mà mọi người mắc những các bệnh cảm cúm, những cái virus. Và điển hình là sau khi Covid, đến hiện tại bây giờ rất nhiều người vẫn còn mệt sau Covid, được gọi là hậu Covid đấy. Thì vì khi mà cơ thể của chúng ta mất quá nhiều cái năng lượng cho những cái phản ứng viêm, những con vi khuẩn thì đã rời xa mình rồi, những con virus rời xa rồi, nhưng cái độc tố của chúng vẫn còn đang ở trong cơ thể mình, nó âm ỉ, nó tạo ra những cái phản ứng viêm. Và khi có phản ứng viêm như thế, cơ thể của chúng ta sẽ phải kéo một loạt những cái miễn dịch của mình lại thì nó tốn năng lượng và mọi người sẽ mệt. Nó sẽ tiêu hao những cái vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B1, B2, B3. B3 là gì?
B3 chính là nó là dưới dạng niacin, xong rồi nó chuyển thành NMN, mà chúng ta bây giờ mọi người hay được rầm rộ lên là chúng ta dùng NMN đấy. Bản chất là nó sẽ làm tăng cường cái hệ miễn dịch của mình lên, làm cho cơ thể của mình nó tăng cường tiết ra ATP, chúng ta có nhiều năng lượng hơn thì chúng ta hoạt động tốt hơn. Nên những người mà uống NMN xong cảm thấy cơ thể của mình rất là nhiều năng lượng là vì như thế. Đơn giản là nó sẽ làm cho cái ti thể của chúng ta tiết ra nhiều cái ATP hơn. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta bị cảm cúm thì cơ thể của chúng ta dùng nhiều những cái loại vitamin nhóm B đấy rồi, nó thiếu NAD cộng nên là mọi người bị mệt. Thứ tư, đấy là cho sau khi mà mọi người có những cái vấn đề về bệnh tiêu hóa giờ nhiều đúng không? Stress. Xong rồi đến tới là mọi người bị mất ngủ, xong nó dẫn tới là các bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Thì khi có dạ dày và đại tràng, thường là mọi người sẽ có cả cái tình trạng viêm dạ dày và viêm đại tràng đi cùng nhau, hội chứng ruột kích thích ấy. Thì nó sẽ hạn chế cái khả năng hấp thu vitamin, đặc biệt lại là vitamin nhóm B. Vitamin B1, B3, B6 và B12 gây ra tình trạng thiếu máu. Và khi gây ra tình trạng thiếu máu như thế thì máu của chúng ta vận chuyển oxy cho não bộ của chúng ta hoạt động, thì bây giờ nó thiếu thì chúng ta buộc phải mệt mỏi thôi. Ngoài ra thì những cái vitamin đấy nó tham gia vào những cái chất xúc tác trong quá cơ thể của mình, và nó cũng sẽ làm cho cơ thể của mọi người vận động một cách điều hòa hơn. Nên là có vấn đề về đường tiêu hóa thì không bao giờ chúng ta có thể khỏe mạnh được đâu. Thứ năm, đấy là khi mà mọi người thiếu magie. Magie thì bây giờ gần như là trong thức ăn của mọi người không thiếu magie, nhưng bản thân của chúng ta lại thiếu magie, bởi vì cái magie nó chỉ hấp thu được khi nó có đủ canxi, và cái canxi nó chỉ hấp thu được khi nó có vitamin D3 của ánh nắng mặt trời, nhưng chúng ta không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mọi thứ nó lại đến từ ánh nắng mặt trời. Và khi thiếu magie thì cơ thể của chúng ta không thể hoạt hóa được cái bơm natri kali, có nghĩa là cơ thể của chúng ta nó muốn vận động được, nó muốn chuyển hóa cái gì nó phải dựa vào một cái bơm được gọi là natri và kali, thì cái đấy cái thằng chỉ huy nó là cái thằng magie. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại thiếu magie nên là lúc nó cũng mệt mỏi, nó cũng mất ngủ, nó giảm sức đề kháng, và mọi thứ về hormone, về nội tiết, về buồng trứng, về tinh hoàn các thứ ấy, nó sẽ bị đảo lộn tất cả, và chúng ta cảm thấy luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi, giảm sức đề kháng là vì như thế. Và cuối cùng đấy là chúng ta có quá nhiều những cái phản ứng viêm trong cơ thể, mặc dù chúng ta không bị cúm nhưng chúng ta vẫn có những cái phản ứng viêm trong cơ thể. Khi mà vậy viêm như thế thì hay gặp ở trong tình trạng mọi người có đường huyết cao, mọi người có mỡ máu cao, mọi người có axit uric cao, thì những cái đấy nó làm tăng các phản ứng viêm lên, thì cơ thể của chúng ta phải tốn nhiều năng lượng vào đấy. Khi mà mọi người luôn luôn trong tình trạng mệt mỏi thì xem có 6 cái nguyên nhân mà bác sĩ Hoa vừa kể hay không. Lời khuyên là hãy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể. Nếu mà muốn sợ nó nám tàn nhang thì chúng ta bảo vệ cái mặt của chúng ta bôi kem chống nắng. Thứ hai là mọi người phải tập thể dục. Khi mà chúng ta tập thể dục thì cơ thể của chúng ta sẽ sinh ra ATP nhiều hơn. Thứ ba đấy là mọi người cố gắng đi ngủ sớm. Chúng ta đi ngủ sớm để cho cái melatonin nó sẽ đạt ngưỡng tối đa nhất khi mà khoảng tầm 11 giờ đấy, thì lúc đấy mọi người sẽ đi vào giấc ngủ dễ hơn. Còn qua 11 giờ mọi người rất khó để đi vào giấc ngủ. Tiếp theo nữa là nếu có thể thì sẽ phải cân bằng những cái vi chất trong cơ thể của mình, đặc biệt là magie.